khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Vingroup tham dự hội nghị thượng đỉnh Superverse 2022. Tập đoàn Vingroup vừa công bố tham dự hội nghị thượng đỉnh về nền kinh tế sáng tạo Superverse diễn ra trong 2 ngày 22-23 tháng 2 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Superverse là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm kết nối những nhà sáng tạo, khởi nghiệp và nghệ sĩ có nhiều đóng góp tích cực. Diễn ra trong 2 ngày, Superverse 2022 tập trung vào 3 chủ đề chính: tài sản không thể thay thế, tổ chức tự trị phi tập trung trong blockchain và vũ trụ ảo. Sự kiện dự kiến đón 2.000 đại biểu và 5.000 người tham gia trực tuyến, trong đó có 70 nghệ sĩ, diễn giả nổi tiếng cùng 100 dự án sáng tạo. Tham dự sự kiện, Vingroup sẽ chia sẻ về việc tích hợp công nghệ blockchain và NFT trong VinFast. Chương trình đặt chỗ sớm của xe điện VinFast cung cấp NFT để đặt chỗ là bước đầu tiên của Vingroup trong tầm nhìn dài hạn với các ứng dụng blockchain. Qua đó, tập đoàn thể hiện mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa thế giới vật lý với blockchain và Metaverse. Chia sẻ về sự kiện, bà Đoàn Kiều My, giám đốc trung tâm Vingroup Metaverse cho biết, Vingroup xem công nghệ là chìa khóa để chuyển đổi và kiến tạo một tương lai thông minh, bền vững cho mọi người. Chúng tôi không ngừng sáng tạo để tích hợp công nghệ cho cuộc sống và các sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt. Chương trình thành viên độc quyền VinFast là một trong những minh chứng cho nỗ lực này. Khách hàng sẽ nhận được những lợi ích hấp dẫn gồm một phiếu mua hàng điện tử hoặc phiếu mua hàng với chiết khấu tốt khi mua VF8 và VF9. Ngoài ra, khách hàng được chứng nhận quyền sở hữu minh bạch cùng nhiều ưu đãi khác chuyển trực tiếp vào ví của VinFast. Đại diện ban tổ chức, bà Melania Mo, tổng giám đốc của Cinematic cho biết, từng hợp tác với nhiều tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực blockchain và metaverse, chúng tôi ngạc nhiên với tốc độ cập nhật và ứng dụng công nghệ của tập đoàn Vingroup. Chúng tôi hào hứng với việc VinFast ứng dụng blockchain và đặt hàng sớm. Chúng tôi mong đợi được nhìn thấy nhiều ứng dụng thực tiễn của blockchain và metaverse vào hệ sinh thái Vingroup trong tương lai gần. Bên cạnh các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, y tế và giáo dục, Vingroup đang sở hữu hệ sinh thái toàn diện về công nghệ, cùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo với VinAI và VinBrain, dữ liệu lớn VinBig Data, giải pháp năng lượng với VinES. Với khả năng và tốc độ tiếp cận công nghệ nhanh chóng, cùng với chiến lược kết nối trí tuệ toàn cầu, Vingroup ứng dụng blockchain và metaverse và các sản phẩm, dịch vụ theo nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực. Sự tham gia của tập đoàn này vào sự kiện Superverse tiếp tục cho thấy nỗ lực đổi mới sáng tạo, khẳng định cam kết mạnh mẽ cho mục tiêu ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc sống tốt đẹp hơn. Thành lập từ năm 1993, Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực, với tổng giá trị vốn hóa của 3 công ty niêm yết đạt 35 tỷ đô la Mỹ ngày 4 tháng 11 năm 2021. Vingroup hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi cùng công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội. Độc giả tìm hiểu thêm tại vingroup.net.vn. VinFast là công ty thành viên của Vingroup với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Thành lập năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại có quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng với mức tự động hóa lên đến 90%. Độc giả tìm hiểu thêm tại vinfastauto.com. Tuzinhnews.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tăng độ uy tín cho thương hiệu của bạn với thị trường toàn cầu. Đưa câu chuyện của bạn xuất hiện trên hơn 200 trang web lớn và uy tín trên thế giới như Fox, NBC, USA Today. Truy cập ngay 7brand.co để được hướng dẫn chi tiết.